Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa, Hallelujah! Hồi nãy chúng ta bắt đầu nói đến cái địa vị của chúng ta trong Chúa, cái thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng ta và những cái phúc lợi mà chúng ta là con cái Chúa chúng ta được thưởng bởi vì chúng ta được sinh ra từ Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta hiểu được cái thẩm quyền và cái sự cái quyền năng mà Chúa dành cho chúng ta để khi chúng ta hầu về Chúa. Chúng ta hiểu được những cái điều này nó thuộc về chúng ta, nó là sở hữu của chúng ta, nó là ở trong xương trong máu của chúng ta, là bởi vì chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra. Amen. Và khi chúng ta hiểu được cái địa vị này của chúng ta, nhưng mà muốn bước đi những bước cao hơn, chúng ta không sống một mình, không phục vụ một mình, nhưng mà chúng ta phải có một nơi thuộc về, đó là hội thánh. Và khi mà hội thánh của Chúa cùng ở chung với nhau, cùng đứng chung với nhau, cùng hiệp lại với nhau, thì chúng ta bước vào trong một chiều kích. Mà Ephesos đoạn 1 cho chúng ta biết rằng cái chiều kích đó là vượt trên thống trị, vượt trên tất cả vua chúa của cả thế gian mờ tối này, tất cả quyền lực đó không giới tới được. Bởi vì sao? Lúc đó hội thánh của Chúa đồng ngự với Đấng Christ ở nơi cao trên trời. Lý do mà chúng ta vẫn bị thế giới tối tăm áp bức chúng ta, tại sao chúng ta không hiệp một? Chứ chúng ta đọc Ephesos, chúng ta đọc sách Ephesos, chúng ta khám phá được sự quyền nhiệm về nơi này. Và thậm chí Phaolô nói đến, ở trong Ephesos nói đến hội thánh được xây dựng trên nền tảng là sứ đồ và tiên tri. Ephesos đoạn 2 câu 20. Và sau đó trong Ephesos đoạn 4 cho chúng ta biết hội thánh của Chúa được giao cho một vụ năm mặt là sứ đồ, tiên tri, mục là nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư. Khi hội thánh hiệp nhất lại như thế này, chúng ta sẽ không còn giống như con trẻ nữa mà bị sóng gió, bị người này đùa đi từ nơi ai nói gì cũng dễ tin. Và chúng hội thánh của Chúa bước vào cái thời kỳ cai trị trên kẻ thù nghịch của mình. Và đó là cái điều mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Amen. Nhưng mà để Chúa đưa chúng ta điều này, thứ nhất tôi muốn nói chúng ta, kể chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này câu chuyện có thật. Nếu mà chúng ta coi trước khoảng đầu thế kỷ thứ 20, tôi nhận là 1900 mấy đó, 900 khoảng sau 1930 mấy, có một người nổi tiếng ở tại Mỹ tên Al Capone. Al Capone, nếu mà ai coi cái phim mà gọi là Bố Già đó, thì là Al Capone. Al Capone, ông là một người buôn lậu rất nổi tiếng trong thời đó. Và chính quyền FBI của Mỹ tìm cách để mà hạ ông không hạ được, bởi vì không tìm được bằng cớ ai mà đứng ra làm chứng bị diệt, ai đứng ra làm chứng bị diệt hết. Al Capone có một người luật sư. Luật sư này rất là nổi tiếng, cho nên ông giấu tất cả những cái bí mật gì đó của Al Capone. Và ông giấu tất cả bí mật này của Al Capone, cho nên đó, bất cứ điều gì là ông luật sư này nổi tiếng, ông đứng ra bên vực, cho nên Al Capone được thoát khỏi tù hết. Ông luật sư này tên là Hell. Ông luật sư này có một đứa con trai. Đứa con trai này đó, một ngày kia nó tự bắt đầu nó về nhà, nó không thể nói chuyện với ba nó nữa. Ba nó muốn nói chuyện với nó không thể nói chuyện. Và một ngày kia hỏi tại sao con không nói chuyện với ba. Ba nó chu cấp tất cả tiền bạc cho con học hành tất cả mọi thứ, tại sao mà con vô lễ, con không có muốn nói chuyện với ba. Cái đứa con nó mới trả lời thế này: bởi con xấu hổ bởi vì con của ba. Con xấu hổ bạn bè con nó cười con bởi vì ba là người binh vực cho một kẻ ác. Con xấu hổ, con không muốn làm con của ba nữa. Con muốn bỏ nhà con đi. Ông luật sư này sau khi nghe đứa con đó, ông thương con, nhưng mà ông cũng rất là quý mến Al Capone, là bố già. Ông đã được Al Capone nâng đỡ biết bao nhiêu năm qua trở nên giàu có. Nhưng cuối cùng ông đã quyết định một quyết định. Tất cả những giấy tờ gì của Al Capone trước đây là phạm pháp, ông đưa nộp hết cho FBI. Và Al Capone vào tù. Không phải bởi vì những người khác, bởi vì ông luật sư này. Sau khi ông luật sư này trình bày tất cả, thì đứa con của ông tham gia vào phi công. Và trong đệ nhị thứ chiến, thì có một lần kia, khối quân của
của Đức, và họ đánh. Và trong khi Mỹ tham gia thì đệ nhị thế chiến, thì một chuyện xảy ra, đó là anh chàng này được sai phái đi. Nhưng mà sai phái đi thì cái có một chút trục trặc về máy móc phi cơ, cho nên cái đội quân đi trước và anh này bay sau. Và khi anh bay sau thì nghe được cái tin là đội quân của Đức nó đang chuẩn bị lên, thông tin chuẩn bị lên để mà giống như là tấn công. Mà tất cả những máy bay khác, bay chiến chiến giống như máy bay mà không chiến đã đi rồi, không còn ai còn bên này. Anh này quay đầu trở lại và ngay cái phía trường của kẻ thù, anh này lao xuống một hơi, đụng nổ hết tất cả những máy bay chiến đấu của kẻ thù, và ông ta chết. Và ngày hôm nay tên của ông ta được đặt cho phi trường lớn nhất tại Chicago. Và tại sao tôi kể câu chuyện này? Tất cả chúng ta là người hầu của Chúa, chúng ta để gì lại cho con mình? Chúng ta để gì cho những đứa con thuộc linh của chúng ta? Chúng ta để gì khi mà chúng ta hầu với Chúa? Một mai con của chúng ta, người ta hỏi con ai? Nói con có một sự trường ngoại phong. Người ta sẽ nói gì? Người ta sẽ nói là tao biết ba mày từng làm những chuyện này. Và con chúng ta nó sẽ cảm thấy xấu hổ như thế nào? Chúng ta để gì lại khi người ta hỏi chúng ta rằng anh chị tin Chúa ở đâu? À, tôi tin Chúa ở tỉnh đó. Biết ông mục sư đó không? Biết ông chấp sự trong một thánh đó không? Và người tín đồ của chúng ta cảm thấy thế nào? Trước khi tôi đưa chúng ta vào trong cái lĩnh vực hầu về Chúa trong tương lai, trước nhất không phải là chúng ta xây dựng bao nhiêu cơ sở cho nhà Chúa, không phải chúng ta làm những chuyện lớn lao, sự sức giàu, chúng ta đuổi quỷ chữa bệnh hay bất cứ điều gì đó, nhưng mà cái điều quan trọng của chúng ta trong chức vụ đó là xây dựng con người của chính mình. Amen. Xây dựng con người, phẩm cách của chúng ta hầu về Chúa hơn tất cả những gì chúng ta tạo dựng. Kinh Thánh cho chúng ta biết khá giữ tâm lòng của con hết. À, tiếng Anh, một tiếng khác dùng là hãy giữ tâm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống xuất phát từ nơi đó. Hay nói khác là tâm lòng của chúng ta là nơi chứa đựng bất cứ phước hạnh nào, sự sức giàu, sự giàu có, quyền năng, thẩm quyền mà tôi nói chúng ta nãy, nó đều đến từ nơi tâm lòng của chúng ta. Amen. Và do đó chúng ta hãy nghĩ đến, nếu chúng ta là cha mẹ, là người học Chúa, họ sẽ nói gì? Ba tôi thường nói với tôi câu nói như thế này: tao rất nể ông cố của mày, của tụi bay. Tại sao vậy? Ông cố của chúng tôi là người đầu tiên tin nhận Chúa, trong khi nguyên cả cái vùng đó không ai tin Chúa cả. Ông là người xây chùa, làm tất cả mọi việc, nhưng mà khi tin Chúa rồi, ông bắt đầu xây nhà thờ. Và chúng tôi ngày hôm nay, được ngày hôm nay đó là, mỗi lần nhớ đến điều gì đó là nhớ đến cái người đầu tiên, cái ơn đầu tiên chúng tôi có được ngày hôm nay, bởi vì có một ai đó đã đi tiên phong và thay đổi cái cuộc đời của ông, và thay đổi dòng họ của mình. Amen. Cho nên đời sống theo Chúa của chúng ta cần nhìn thấy một điều rất là quan trọng, nó xây dựng đời sống của mình, không phải công việc làm của chúng ta đâu. Bởi sự sống của chúng ta, kết quả chúng ta đến từ mối tương giao chúng ta với Chúa Giêsu. Sự sống này tuôn tràn ra, không phải bao nhiêu công việc lớn lao chúng ta làm, nhưng mà mối quan hệ chúng ta với Chúa Giêsu, sự yêu mến Chúa của chúng ta. Tôi xin thưa với chúng ta rằng, nếu chúng ta yêu mến Chúa, nếu chúng ta quan tâm đến xây nhà Chúa, Chúa sẽ xây nhà chúng ta. Kinh Thánh nói nếu chúng ta lo xây nhà của mình, chúng ta lo xây hội thánh mình, cái gì của mình, mà không nghĩ đến vương quốc của Chúa, tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Chúa, Chúa sẽ thổi bay tất cả. Sách AG đồng 1 cho chúng ta biết điều gì? Các ngươi chỉ lo xây nhà các ngươi bằng gỗ ván, còn nhà của tôi ta thì để quan tàng. Các ngươi xây lên cho thổi chốc nóc, và cứ để tiền công trong túi lũng. Rất nhiều người đã xây nhà của mình, và cuối cùng bao nhiêu lần chúng ta mất tất cả, trong khi nhà Chúa lại quan tàng. Vương quốc của Chúa không ai quan tâm đến. Nếu chúng ta bước vào trong cái thời kỳ mà thống trị,
hội thánh của Chúa bước vào thời kỳ thống trị, là thời kỳ mà chúng ta cương quyết một điều: xây dựng nhà Chúa. Xây dựng nhà Chúa, Chúa xây dựng nhà mình, làm đẹp nhà Chúa, Chúa làm đẹp nhà mình. Chăm sóc nhà Chúa, Chúa chăm sóc nhà mình. Quý vị biết không? Nếu quý vị đọc Kinh Thánh, câu chuyện mà của David. Khi David, ông, sau khi ông ở trong cái nhà bằng gỗ ván hương, ông thấy nhà của Chúa ở trong cái liều. Và ông nói với tiên tri Nathan rằng: ta đang ở trong nhà ván hương, còn nhà của Chúa thì trong liều. Tôi muốn xây một cái đền cho danh của Chúa. Tiên tri Nathan nói là: đây là tốt, vua hãy làm đi. Nhưng mà khi Nathan về thì Chúa nói ông trở lại với nói với David thế này: từ khi mà ta giải cứu dân Israel ở trên Ai Cập, ta đều ở trong liều cả. Ta có kêu một người lãnh đạo nào, có kêu một người lãnh đạo nào xây nhà cho ta không? Không có. Mà có người lãnh đạo nào nói: Chúa ơi, con muốn xây nhà cho Ngài. Cũng không có. Nhưng David, ta sẽ thiết lập ngai của ngươi. Dân của ngươi, dân Israel sẽ được ở và được trồng trong xứ này. Và chúng nó sẽ được bình an. Còn riêng ngươi, đứa con kế tiếp của ngươi, nó sẽ lên ngai vua. Con từ nơi huyết thống của ngươi sẽ lên ngai vua. Và ta sẽ ban cho ngôi nước nó vững bền. Nếu nó phạm tội, ta sẽ như người cha sửa giải nó. Quý vị biết cái câu kế tiếp là gì không? Không những vậy thôi, ta sẽ lập ngai nước của ngươi từ dòng dõi ngươi đời đời. David chỉ ước ao xây dựng nhà Chúa rồi, Chúa xây dựng cả dòng dõi của ông. Cả dòng dõi của ông. Dẫu dòng dõi của vua David lên ngôi, có những người phạm tội, bỏ Chúa. Quý vị biết điều gì không? Đức Chúa Trời không quên lời hứa của Ngài với David. Ngài dấy lên Chúa Giêsu ra từ dòng dõi của David. Và Chúa Giêsu cho nên vua muôn vua là Chúa muôn Chúa. Bởi vì David trước đó đã muốn xây nhà của Chúa. Mặc dù ông không xây, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông đem tất cả vàng bạc của ông vào trong nhà Chúa. Và ông chuẩn bị sẵn, ông để lại cho con cái mình xây. Là Solomon. Tôi xin thưa với chúng ta rằng, nếu chúng ta muốn thấy sự thâm viên của Chúa trên gia tộc của mình, trên dòng dõi của mình, chúng ta muốn thấy Chúa làm việc trên đất nước của mình, bắt đầu hôm nay, ngưng xây nhà mình. Đừng xây cái gì cho mình. Hãy xây nhà Chúa. Hãy xây dựng vương quốc của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ làm đẹp nhà chúng ta. Chúng ta sẽ thấy là vương quốc của Chúa sẽ qua đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta. Mọi người sẽ nhìn lại chúng ta và họ nói rằng: tôi cảm ơn Chúa, tôi được sinh ra trong gia đình này. Anh thật là có phước được, bởi vì anh là con, là cháu của ông này, của bà này. Amen không? Bắt đầu nhìn lại đi. Xin Chúa chỉnh sửa đời sống của chúng ta. Xin Chúa chỉnh sửa những ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Để rồi, chúng ta nhìn thấy được rằng, chúng ta ai cũng muốn chúc phục hưng cho dân tộc của chúng ta. Nhưng mà mỗi người chúng ta tự ở xây dựng cho mình. Làm sao chúc phục hưng? Bởi vì cái thẩm quyền mà Chúa ban cho Exosia, rồi ngay cả Dunamis và Christo đang chờ đợi. Đang chờ đợi của những con người gom lại với nhau, trở thành một thân thể. Và trong thân thể đó, chúng ta không phân biệt là tiến sĩ hay là người tầm thường. Bởi chúng ta chỉ một thân mà thôi. Và muốn bước đi trong điều này, điều đầu tiên cho đời sống chúng ta phải yêu hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta không yêu hội thánh của Chúa, chúng ta không xây nhà Chúa được. Chúa Giêsu đã đổ huyết ra cho hội thánh của Ngài. Ngài hy sinh trên thập tự giá vì hội thánh của Ngài. Ngài trả một giá cao cho hội thánh của Ngài. Và nếu chúng ta không yêu hội thánh của Chúa, chúng ta không biết Chúa. Sứ đồ Giăng nói thế này: người nào không yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Một câu chuyện có thật. Một nhà giáo sĩ ở bên Thái Lan, ông cặp vợ chồng này rời bỏ Mỹ, bán nhà cửa Mỹ, qua bên Thái Lan hầu Chúa tại đó. Họ thấy một đứa bé gái người Myanmar và không có gia đình, đem đứa bé này vào. Sau khi đem đứa bé này vào trong nhà,
Đứa bé này làm giống người, người ở trong nhà. Và khi đứa bé này ở trong nhà thì một điều xảy ra là một ngày kia họ làm chứng cho đứa bé này tin Chúa. Sau khi làm chứng chứng cho đứa bé này tin Chúa và họ cầu nguyện cho đứa bé này được báp têm Thánh Linh. Và sau khi Thánh Chúa thăm viếng cho đứa bé đó thì đứa bé ngã ra chết. Họ sợ quá sợ. Họ sợ quá sợ là họ biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì nếu mà có người chết ở trong đây, họ có thể vô tù và cái tù Thái Lan rất là đáng sợ. Rồi họ cũng sợ rằng mai mốt cái chức vụ của mình hầu của Chúa làm giáo sĩ ở Thái Lan làm sao làm được. Họ rủ nhau kêu các giáo sĩ và những người mà nước ngoài mà đến đó cùng cầu nguyện cho đứa bé sống lại. Và khi họ kêu lại nhau, họ cùng nhau cầu nguyện cho đứa bé này sống lại, thì tất cả hiệp lại với nhau cầu nguyện thì đứa bé sống lại. Nhưng khi đứa bé sống lại thì nó bắt đầu nó tỉnh lại và nó nhìn xung quanh nói: quý vị không yêu Chúa. Quý vị không yêu Chúa. Quý vị không biết Chúa. Thế mấy ông này nó nói, mấy giáo sĩ này nói rằng: à, làm sao em nói vậy? Chúng ta bỏ nhà, bỏ cửa đi đến đây để giảng tin lành, làm giáo sĩ tại nơi đây mà em nói gì vậy? Và đứa bé nó trả lời thế này: nếu quý vị yêu Chúa, quý vị biết Chúa, quý vị không bao giờ nói xấu nhau. Nếu quý vị yêu Chúa, biết Chúa, quý vị không phê bình nhau. Quý vị không chỉ trích nhau. Và tất cả những người giáo sĩ này bắt đầu đến và làm hòa với nhau. Sau khi họ làm hòa với nhau, đứa bé mất tiêu. Họ không tìm ra đứa bé. Và họ biết rằng đó là thiên sứ của Chúa đến để dạy họ. Câu chuyện có thật. Chúng ta không thể nào xây dựng vương quốc của Chúa nếu chúng ta không yêu hội thánh của Chúa. Amen. Nếu mà chúng ta vẫn còn phê bình mục sư, nếu chúng ta vẫn còn chỉ trích người này, vào hội thánh chỉ nhìn người này người kia, người nọ, chúng ta không biết Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Và chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra, chúng ta phải yêu. Đó là cái gen của chúng ta. Amen. Quay qua người bên, anh chị đã có gen yêu thương rồi. Cho nên khi mà ai bắt đầu nói xấu, ai bắt đầu phê bình mục sư, ai bắt đầu phê bình hội thánh khác, ngay cả chúng ta phê bình quốc gia chính quyền của chúng ta cũng vậy. Một mục sư của bạn của tôi, người Indonesia, ông nói thế này. Ông nói rằng khi mà những tín đồ phê bình chính quyền, phê bình người này người kia, trong ông này ông kia ông nọ, ông nói thế này: anh sinh ra từ Indonesia, nhưng Indonesia không sinh ra trong lòng của anh. Câu này có nghĩa là gì? Chúng ta có thể sinh ra tại Việt Nam, nhưng Việt Nam không có trong lòng chúng ta. Không sinh ra trong lòng chúng ta. Chúng ta không có yêu đất nước, yêu dân tộc gì hết. Nếu chúng ta có một đứa con, và chúng ta sinh ra, đứa con đó dù xấu cách mấy, dù nó tàn tật cách mấy, chúng ta vẫn yêu nó, và chúng ta không nhìn thấy sự tàn tật của nó. Đúng không ạ? Nếu chúng ta yêu đất nước của chúng ta sẽ cầu nguyện. Chúng ta không nhìn thấy những cái sai trật đó, mà chúng ta cầu nguyện để đất nước chúng ta được phát triển và những điều tốt đẹp xảy ra. Amen. Vì Chúa chúng ta có quyền năng làm điều này. Nhưng mà tôi xin thưa với chúng ta rằng Đức Chúa Trời chỉ nhậm lời cầu nguyện qua sự yêu thương thôi. Tại sao vậy? Mỗi lần Chúa Giêsu động lòng thương xót thì phép lạ xảy ra. Khi chúng ta thương xót, chúng ta cầu nguyện, Chúa trả lời. Còn nếu mà chúng ta không thương xót nhiều người cầu nguyện, Chúa thay đổi chồng con, thay đổi vợ con, thay đổi con, nhưng mà không có lòng yêu thương đó, không có quyền năng. Tại sao? Con tôi nhất đoạn 13, tình yêu thương không bị hư mất bao giờ. Nói cách khác là tình yêu thương luôn luôn chiến thắng. Quay qua người bên, tình yêu thương luôn luôn chiến thắng. À, tại sao Chúa Giêsu chiến thắng tại thập tự giá? Tại sao Chúa Giêsu rời khỏi âm phủ và Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ? Tại Ngài yêu. Ngài chết cho nên Ngài có, Chúa Giêsu ban cho Ngài cái quyền để sống lại. Và nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta yêu nhau, vợ chồng, con cái yêu nhau, hội thánh yêu nhau, chúng ta vượt khỏi sự chết, bước vào sự sống. Hallelujah! Câu chuyện thứ hai, tôi muốn kể chúng ta.
có một vị tướng quân nọ, ông ta muốn chiếm lấy cái thành này, và cái thành này nổi tiếng là chưa bao giờ bị thất bại, chưa bao giờ bị thất bại. Và ông tướng này chuẩn bị đạo quân sẵn sàng để tấn công cái thành này, thì có một người bạn của ông ta từ nơi xa đến và thấy ông tướng này chuẩn bị tấn công thành mà chưa làm gì cả, mới hỏi vậy: thưa tướng quân, thấy ông sẵn sàng đánh trận nhưng mà không thấy ông có vũ khí gì hết, mà thành này nào giờ rất là nổi tiếng, chưa bao giờ thất thủ cả, làm sao ông chiếm được thành này? Ông nói: tôi có một vũ khí rất đặc biệt, tôi có vũ khí rất là bí mật, tôi có một vũ khí rất là nguy hiểm. Ông nói: tôi nhìn thấy mấy cái đạo quân của ông, đâu thấy vũ khí gì đâu, không có gì hết. Xin cho tôi biết bí mật này đi. Ông tướng đó mới trả lời: vũ khí của tôi không nằm ở đây, mà vũ khí tôi nằm ở trong thành. Tôi có những người nằm dùng ở trong thành, tôi có những cái người mà chuẩn bị khi mà họ ra dấu hiệu mà mở cửa ra thành ra thì chúng tôi nhào vô mà tôi chiếm lấy thành, mà không cần vũ khí của chúng tôi, chỉ cần một người nằm dùng thôi, những người nằm dùng thôi. Chúng ta có biết bao nhiêu lần hội thánh tan rã bởi vì người nằm dùng không? Những người được ma quỷ sử dụng mà họ tưởng họ là hay lắm. Những người ở trong hội thánh chia rẽ gây sự lộn xộn trong hội thánh. Có những người mà họ nghĩ là họ hơn mục sư, họ nghĩ hơn là những người này hơn người kia, chê hết người này, chê hết người kia. Và họ là những người nằm dùng mà ma quỷ đã sử dụng họ để phá tan không biết bao nhiêu hội thánh. Quay qua người cái bên hỏi: xin lỗi, anh phải nằm dùng không? Chúng ta biết không, ngay cả Chúa Giêsu vẫn có người nằm dùng, là Judas. Trong Công Vụ đoạn 19, Phaolô đang khi tôi rời khỏi anh em thì hãy bảo vệ, hãy gìn giữ hội thánh mà Chúa Giêsu đã mua chuộc bằng huyết, bởi vì các những kẻ nổi lên là sói sẽ cắn nuốt và không dung tha cả bầy đâu. Như vậy chúng ta muốn trở thành hội thánh của Chúa thống trị trên kẻ thù nghịch mình. Hội thánh muốn bước vào chỗ Associa, Dunamis, và hội thánh bước vào trong chỗ Crosto, thì chúng ta phải lội những kẻ nằm dùng. Ok, quay vào cửa bên, bắt đầu hôm nay, hãy lội kẻ nằm dùng. Ok. Rồi. Tôi hy vọng là sau đây không ai xử tôi hết. Trước khi nói đến điều này, tôi muốn chúng ta thấy thế này. Hội thánh của Chúa phải là chỉ là một, vì chỉ một thân thể thôi. Chỉ một Chúa Giêsu là đầu, chỉ một bắp tem. Đúng không ạ? Và do đó hội thánh của Chúa không phân biệt màu da, không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt chức vụ, không phân biệt giàu nghèo. Có một. Và tất cả không cần biết chúng ta đến từ đâu, chúng ta xuất phát từ thế nào, chúng ta có những gì, chúng ta yêu nhau bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Hãy cầu nguyện Chúa đổ tình yêu của Ngài vào lòng của chúng ta để chúng ta yêu. Chúng ta không thể yêu bằng tình yêu xác thịt của chúng ta được. Chúng ta phải nhờ Chúa thêm sức cho chúng ta yêu. Nào, để đi đến cái sứ điệp này thì có những điều mà chúng ta cần chú ý tại đây. Tôi muốn chúng ta nhìn thấy hội thánh của Chúa cần những người trung thành.
Hội Thánh Chúa cần có những người trung thành. Thứ nhất, để có những người trung thành, chúng ta phải có những người lãnh đạo làm gương, như tôi đã nói này. Đúng không ạ? Chúng ta phải làm sao cho con cái chúng ta nó nể, và những người mà vào trong Thánh nó nể mình. Và bởi vì nó nể mình cho nên mình nói gì nó mới nghe. Chúng ta phải làm gương, chúng ta trong sạch thanh liêm. Khi chúng ta có đời sống này sẽ có những người sẵn sàng chết vì chúng ta. Chúng ta biết tại sao David có những người mà dũng sĩ theo ông ta không? Kinh Thánh cho chúng ta biết David có 30 người dũng sĩ. Ngoài đó ra còn 3 người nữa sẵn sàng, mà khi David đang bị thất vọng, đang bị trầm cảm, và 3 người này David nói chỉ nói một câu thôi. Nói ta thèm nước, ta biết là hèm quá. 3 người này sẵn sàng đi xuyên qua đạo quân của Philistine, chỉ lấy nước từ giếng của Bethlehem đem về cho David. Tại sao những người này cứ sẵn sàng hy sinh mạng sống chỉ lấy nước cho David? Bởi vì những người này nắm bắt được khải tượng của David. Nắm bắt khải tượng của David là làm sao để cho giải cứu dân tộc mình khỏi kẻ thù nghịch. Làm sao đem dân tộc của mình khỏi sự áp bức của kẻ thù. Họ nắm bắt được khải tượng này và họ nhìn thấy cái khuôn mẫu của đời sống David. Và đây chính là điều làm cho họ cảm túc đời sống họ. Họ phó đời sống mình, trao cái cuộc đời của mình trong tay của David. Và do đó chúng ta là những người lãnh đạo, xin Chúa giúp cho chúng ta sống làm sao mà những nhân sự của chúng ta, những đứa con thuộc linh chúng ta, những tín đồ trong hội thánh chúng ta sẵn sàng sống chết vì chúng ta. Amen. Đây là thách thức. Tôi tin rằng sứ điệp mà tôi muốn chia sẻ chúng ta ngày hôm nay, nó sẽ là một sứ điệp. Tôi tin rằng nó không phải là làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà cho chúng ta một mục tiêu để chúng ta đeo đuổi. Chúng ta một hy vọng, và chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa đang bước vào thời kỳ này, và tôi muốn chỉnh sửa lại cuộc đời của tôi để tôi có thể làm con người mà dọn đường cho sự trở lại của Chúa Jesus. Chúng ta cần có những gương mẫu. Khi có người gương mẫu thì sẽ có những người theo chúng ta. Lắm khi chúng ta muốn tạo môn đồ, nhưng mà thật sự chúng ta tạo nhiều phản đồ. Tại vì sao? Họ thất vọng vì chúng ta. Họ đeo đuổi lý tưởng bởi vì chúng ta nói, nhưng mà hành động của chúng ta không thuyết phục họ được. Không thuyết phục được. Nếu đời sống chúng ta thuyết phục họ, sẽ sẵn có rất nhiều người sẵn sàng vì chúng ta. Và họ sống chết vì Chúa bởi vì thấy chúng ta sống chết cho Chúa. Phaolô nói rằng hãy bắt chước tôi giống như tôi bắt chước Đấng Christ. Và đó là điều khát vọng cho cá nhân tôi, và tôi cũng muốn chuyển tải điều này cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần trang bị một đội ngũ trung thành. Hãy trở thành một người trung thành trước khi chúng ta xây dựng một đội ngũ trung thành. Chúng ta phải trung thành những người lãnh đạo chúng ta, để rồi những người mà đi theo chúng ta, họ tin nơi chúng ta và thấy sự trung thành của chúng ta, và họ cũng sẽ trung thành với chúng ta. Bởi vì chúng ta đã trung thành với người lãnh đạo của mình rồi. Nào hãy xem tại đây. Trước khi chúng ta gia nhập một tổ chức nào, một hội thánh nào, hay tham gia một hệ phái nào, trước nhất chúng ta phải có một ý tưởng này. Tôi có tin những người này được không? Tôi sẵn sàng chống chết với họ được không? Tôi sẵn sàng làm theo những gì mà họ đưa ra hay không? Nếu chúng ta chưa có cái thái độ này, chưa có tư tưởng này, thì đừng vào, bởi vì chúng ta sẽ là người nổi loạn. Xin thưa với tất cả quý tôi tớ của Chúa thế này. Chúa Giêsu nói thế này. Nếu ai không thuận với ta là nghịch với ta. Và cả nghịch lại với ta sẽ bị tan lạc. Nếu họ không đồng khải tượng với chúng ta, không đồng mục đích chúng ta, thì thà đừng có hơn. Đúng không ạ? Đừng rủ cho đông để rồi có nhiều phản đồ. Làm hiểu không? Nhiều vị lãnh đạo nhức đầu,
giải quyết hết nan đề người này người kia. Tại vì sao? Tại họ không đồng với mình mà cứ rủ vô hoài. À, cho nên chúng ta phải cho họ thấy là nếu anh tham gia với tôi, đây là những điểm mà chúng tôi tin. Đây là những tiêu chuẩn mà chúng tôi muốn sống. Đây là mục tiêu mà chúng tôi gạt được. Nếu anh đồng ý thì chúng ta cùng nhau làm việc. Còn nếu không, có rất nhiều nhóm khác anh chị có thể tham gia. Amen. À, cho nên nếu chúng ta họ không đồng ý với chúng ta thì chúng ta đừng cố gắng cưỡng ép nhau để rồi mệt mỏi nhau. Nếu mà họ đồng ý với chúng ta hay chúng ta đồng ý với họ thì một điều quan trọng chúng ta đó là sự trung thành. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Cô Tô Nhất đoạn 4 câu 2, hơn thế nữa, điều cần yếu nơi người quản trị là trung tín. Chữ trung tín đây có nghĩa là đáng tin cậy. À, điều mà cần yếu nơi người quản trị là người đáng tin cậy. Vì chúng ta tham gia một cái tổ chức nào, chúng ta muốn ở trong hội thánh nào, chúng ta muốn phục vụ trong hội thánh nào, thì điều cần yếu nơi chúng ta phải chứng tỏ mình là người đáng tin cậy. Chúng ta được giao cái điều gì đó, mình phải làm xong cái chuyện đó. Có nghĩa là chúng ta được giao cho cái chuyện gì, làm ơn đừng để cho người lãnh đạo phải lo. Có những người khi mà người lãnh đạo giao cho mình công việc xong rồi cái người chạy đến lãnh đạo, em phải làm sao đây, em phải sao đây. Nếu biết gì tôi đâu giao cho cậu, cho cô đâu, tôi giao cho cậu, cô thôi, tại tôi làm một sướng hơn. Cho nên cái điều quan trọng cho đời sống của chúng ta là làm sao để mà người lãnh đạo tin cậy mình. Người lãnh đạo có mặt hay không có mặt, công việc được giao như thế nào, chung họ vẫn cảm thấy an tâm vì chúng ta. Bởi vì sao? Chúng ta là người đáng tin cậy. Amen. Quay vào người kế bên, hãy là người đáng tin cậy. Khi chúng ta là cái người đáng tin cậy, à, hội thánh của Chúa có những người đáng tin cậy thì sẽ không có phản đồ. Phải không vậy? Bởi vì sao? Khi tôi là người đáng tin cậy với mục sư Hùng thì điều gì sẽ ra? Ông không phải lo cho tôi. Ông biết ông có đi đâu mấy tháng chăng nữa, ông vẫn yên tâm. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu tôi không có đó thì ông mới vừa đi chút xíu không lo rồi. À, sao? Nó nằm dùng. À, cho nên chúng ta cần có những người đáng tin cậy, và những người đáng tin cậy này ở trong hội thánh thì cái người đáng tin cậy này sẽ chấm dứt cuộc nội chiến. Hãy nhớ tôi nãy nói tại sao? Cái thành dù có vững chắc cách mấy đi chăng nữa, khi mà có người mà nằm dùng là xong. Chúng ta biết vạn lý trường thành được xây ra ha, rất là lớn, rất vĩ đại, nhưng mà bên Trung Quốc vẫn bị xâm lấn, tại sao vậy? Những người nằm dùng. Mông Cổ chiếm lấy, tại sao? Nằm dùng. Cái tường thành cách mấy chăng không giữ được, bởi vì sao? Trong đó không có người có lòng cho cái thành của mình, lòng hướng về bên ngoài. Cho nên hội thánh của Chúa, nếu chúng ta muốn có những người mà đáng tin cậy trong Chúa, trong hội thánh của chúng ta, là những người mà chúng ta không tham lợi. Chúng ta có một mục tiêu chúng ta đeo đuổi. Ai đến rủ chúng ta, ôi theo tôi đi, theo giáo phái này của tôi đi, tôi sẽ cho tiền này, cho tiền nọ, tôi sẽ đáp ứng cái chuyện này, ông cần gì tôi cho đó. Chúng ta sẽ không phản bội lại, bởi vì chúng ta là người đáng tin cậy. Tại sao? Chúng ta tin cậy nơi người lãnh đạo của mình. Và chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời đặt để chúng ta ở dưới quyền người lãnh đạo của chúng ta. Trong Thánh cho chúng ta biết có những người ở trong một tổ chức nhưng mà có tinh thần độc lập. Người độc lập rất là nguy hiểm. À, tại sao người độc lập nguy hiểm? Độc lập có nghĩa gì là gì? Người đó vẫn ở trong đó mà họ muốn làm gì thì làm. À, ai là người độc lập? Vô áp. Ông nào đó muốn làm gì cũng làm. Vô áp chuyện gì xảy ra? Khi mà David không được quyền hợp lại với Abner để mà kết hợp lại giữa dân Israel và quân Juda lại với nhau á, thì Vô áp vì ghét Abner đã giết em của mình.
Gióp kêu Abner lại và đâm xong. Gioab là một vị tướng rất là có tài, nhưng mà độc lập. Độc lập khi mà David dự định là trao cái quyền lại cho con của mình là Sa-môn lên ngai vua. Gioab đi một hướng khác. Những con người độc lập thường là ở trong hội thánh, họ muốn đi đâu nhưng mà họ muốn làm gì thì làm, người lãnh đạo không điều khiển họ được. Có không hội thánh có gì có không? Tôi tưởng đây không có chứ. Tôi tưởng một sư hùng xử lý hết trơn rồi. Nếu chúng ta muốn chinh phục hội thánh, chúng ta chinh phục thống trị, chúng ta phải bỏ đi cái tư tưởng độc lập. Chúng ta nhìn toàn thể cái hội thánh của Chúa là chung cho ông và mình. Và cái người độc lập có một cái chết không có bình an. Tôi xin thưa với chúng ta, quý vị hãy nhìn xem những người nổi loạn trong trong kinh thánh, quý vị thấy cuộc đời họ kết thúc như thế nào. Không có ai an toàn hết trơn. Đúng không? Nhìn xem. Cho nên bắt đầu chấm dứt cuộc nội chiến. Quay người của bên hãy chấm dứt nội chiến đi. Rồi cái câu tiếp, chấm dứt là phản đồ luôn đi. Tại sao chúng ta cần chấm dứt điều này? Bởi vì chiên của chúng ta không uống nước ở chỗ nước dơ bẩn. Chiên không uống nước ở chỗ gần đá gập ghề. Kinh Thánh cho chúng ta biết Thi Thiên 23, Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Cái người chăn chiên sẽ dẫn chiên đến mé nước bình tĩnh. Nơi nào mà có sự xung đột, nơi nào có sự chia rẽ, nơi nào có phản đồ, nơi nào có những người độc lập muốn làm theo ý mình, thì chiên chạy tán lạc. Phải không? Cho nên trở lại cái điểm đầu tiên mà tôi nói với chúng ta đó rằng là điều gì? Tôi muốn nói chúng ta là nếu có gì hiệp với tôi thì đi với tôi. Còn nếu không đồng ý với tôi, mời đi kiếm chỗ khác. Thà là chúng ta xa nhau và vui vẻ còn hơn ở chung với nhau nhức đầu. Có hai điều xảy ra cho mục sư. Thứ nhất, nếu trong hội thánh có phản đồ và có những người mà độc lập, thì thứ nhất, ông mục sư sẽ có tóc bạc. Tóc bạc rất là nhanh. Thứ hai là gì phải không? Chọc đầu. Không còn tóc nữa. Cho nên chúng ta cần xây dựng hội thánh lành mạnh, lớn mạnh. Và muốn có điều này, chúng ta phải lỗi cái điều này đi. Và để cho có một hội thánh mà lớn mạnh và lâu dài, thì chúng ta phải xây dựng con người thuộc linh chúng ta lớn mạnh và lâu dài. Bởi vì sao? Khi chúng ta lớn mạnh rồi, nhưng mà có nhiều lớn mạnh không lâu dài, họ ngã rất là nhanh. Quý vị hãy nhìn lại trong thời kỳ gần đây, rất gần đây, có nhiều người đứng đầu và họ ngã một cách làm mình sửng sốt. Cách đây vài ngày thôi, một vị mục sư rất được ơn tại Mỹ. Ông có một cái nơi thờ phượng ngợi khen cầu nguyện mà gọi là tại Kansas, bên Mỹ á. Và 24/7 khắp nơi đổ dồn về để dự sự hiện diện Chúa rất là đầy dẫy. Và ông này mới vừa được lộ ra thông tin là ông đã phạm tội và người ta kiện cáo ông đã lạm dụng tình dục. Nếu chúng ta cũng biết được cái chuyện của Hillsong, chúng ta có thể xây dựng lớn mạnh, nhưng mà chưa chắc chúng ta xây dựng lâu dài. Hãy nói người kế bên, xây dựng lớn mạnh nhưng phải lâu dài. Để tôi giải thích cho chúng ta thế này. Có rất nhiều người ở trong một cái nơi rất là được phước, nhưng mà họ không lâu dài được. Có những người mà chúng ta thấy rằng giống như là Saul được lớn lên nổi một thời gian, sau đó biến mất. Chúng ta thấy được ngay cả Samson sức mạnh rất là mạnh, nhưng mà không kết thúc tốt được, chết rất là trẻ.
Salomon là người thông minh nhất, khôn ngoan nhất, cũng không kết thúc một cách tốt đẹp. Cho nên không phải là chúng ta làm lớn bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, tất cả điều này tốt, cần thiết. Nhưng mà cái quan trọng là có lâu dài hay không? Có chạy xong cuộc chạy đua hay không? À, dỗ dài ngựa bên, hãy chạy xong cuộc chạy đua. Kết thúc tốt đẹp. Bên Úc tôi dùng cái chữ tín đồ kangaroo. Tại sao họ ở trong hội thánh này? Quý vị biết kangaroo không ạ? À? Là chuyên chơi con thú túi đó, có túi đó ha. Chuột túi. À, hôm nay ở nhà thánh này, cái ngày mai họ nhảy qua. Rồi ngày hôm sau ở được mấy bữa, mấy tuần lại chứ. Và họ tưởng rằng họ là tín đồ kangaroo là hay lắm. Họ qua hội thánh kia, họ chê hội thánh mà họ mới vừa rời khỏi. Câu hỏi là tại sao anh chê hội thánh đó, à, rồi anh đến hội thánh tôi, mai mốt anh đi anh cũng chê hội thánh tôi thôi, đúng không? À, cho nên cái người mà không có trung thành, không có đáng tin cậy, là những người đó mãi mãi sẽ không tin cậy nếu như người đó không chịu thay đổi. Và quý vị để ý điều này, quý vị là người chăn bày để ý điều này. Một chút men làm dậy đông bột. Đừng nghĩ là người đó có tiền, họ vào trong hội thánh chúng ta là phước nha. Nhớ nha. Đừng nghĩ cái người đó có tài năng chơi đánh đàn, lãnh đạo được, học có bằng tiến sĩ và hội thánh chúng ta là hội thánh rất có phước đâu ạ. Nằm dùng đó. À, cho nên đừng dội vàng thấy ai đến tốt của chúng ta cầu nguyện hỏi Chúa. Nhớ hôm nay tôi chia sẻ chúng ta không? À, Chúa ơi, có phải người này mà Chúa đưa đến với con không? Tại có khi có người Chúa đưa đến mà có người ma quỷ đưa đến nữa. À, chúng ta hãy để ý chuyện này. À, cho nên à, chúng ta cần xây dựng một chức vụ lâu dài. Đừng mong đợi phần thưởng đời này. Nếu Chúa ban phước cho chúng ta đời này, tuyệt vời. Mặc dù Chúa có hứa là nếu chúng ta sẵn sàng bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, ruộng đất thì theo Chúa, Chúa hứa chúng ta 100 lần hơn đời này. Nhưng mà nếu không có điều này đi chăng nữa đó, thì chúng ta vẫn có phần thưởng trên thế đàng. Amen. Cho nên chúng ta trông đợi một quê hương ở trên trời, trong dưới đất này. Nếu Chúa cho chúng ta dưới đất này, ồ, cảm ơn Chúa. Nếu Chúa không cho, cũng cảm ơn Chúa. À, cho nên cần có một chức vụ lâu dài. Và để khi chúng ta xây dựng điều này, chúng ta bắt đầu xây dựng một đội ngũ lớn và mạnh. Bởi vì chúng ta sao? Không có phản đồ. Chúng ta không có những người mà độc lập. À, chúng ta chỉ có những người mà đồng một lòng, một ý chí với chúng ta, cùng làm việc với chúng ta, cùng xây dựng chúng ta, đồng sống, đồng chết với chúng ta. Chúng ta có thể nhỏ ngày hôm nay, nhưng mà mai mốt rất là vĩ đại. David bắt đầu từ đâu? 400 người. Và 400 người này là ai? Toàn người mắc nợ không à? Thấy không? Những người băng đảng bị xã hội ruồng bỏ ra. À, cho nên đừng coi thường những người mà tầm thường với mình. Nếu chúng ta là người vĩ đại, những người theo chúng ta, họ sẽ trở nên vĩ đại. Amen. À, còn nếu mà chúng ta tầm thường, cái người vĩ đại theo chúng ta cũng trên tầm thường giống chúng ta thôi. À, hãy nắm lấy điều này. Hãy nắm lấy điều này. Cho nên chúng ta phải loại bỏ. Loại bỏ cái tinh thần độc lập. Loại bỏ tinh thần độc tài. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta là cái người độc tài đó, dẫn đến một cái chuyện đó là tạo nên sự bức xúc. Bức xúc sẽ dẫn đến nổi loạn. À, cho nên hãy trở thành một cái người lắng nghe người khác. Nếu chúng ta có đồng ý họ không là cái chuyện khác, nhưng ít nhất phải lắng nghe. Tại sao vậy? Có rất nhiều người lãnh đạo mà giống như mafia. À, chỉ có ra lệnh thôi mà không có cho người ta hiểu. Chúng ta cần giải thích cho người ta biết tại sao tôi làm cái này. Khi người ta hiểu chúng ta rồi, họ sẵn sàng đi chung với chúng ta. À, cái vấn đề nằm ở đây là thế này. Khi mà chúng ta quyết định theo ý của chúng ta mà không phải ý của Chúa, nó trở nên độc tài. Nhưng nếu chúng ta quyết định những gì mà từ nơi Chúa đó, dù họ không hiểu, chúng ta nói là đây là khải tượng của Chúa đưa cho tôi,
Và những gì mà Chúa bày tỏ chúng ta đều là rõ ràng. Ý Chúa, ý Chúa, ý Chúa, chắc chắn họ sẵn sàng chết vì chúng ta. Còn nếu như chúng ta quyết định dựa trên ý của chúng ta, mà chúng ta là ý Chúa đó, chúng ta quyết định xong, nó sụp, quyết định xong, sụp. Ai theo không? Không. Bởi một sự không nói ý Chúa. À, cho nên, để có những người đồng đi với chúng ta, xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng thanh liêm, sẵn sàng giải trình. Tại sao sự giải trình rất quan trọng? Giải trình có nghĩa là gì? Nếu tôi là nhân sự của một sư Đinh Thanh Hùng, một sư Đinh Hùng hỏi tôi, một sư Phong, tôi giao cho một sư Phong làm chuyện này. Ông hỏi rằng, xin cho tôi biết, ông làm tới đâu rồi? Và tôi sẵn sàng nói một sư Hùng, thưa một sư Hùng, đây những chuyện tôi làm được, đây những chuyện tôi chưa làm được. Và tôi không cảm thấy bị xúc phạm khi một sư Đinh Thanh Hùng hỏi tôi, và tôi nói, bộ ông không tin tôi hả? Đúng không ạ? Cái nhiệm vụ chúng ta phải giải trình, chúng ta đến công ty nào chúng ta làm cũng là giải trình, trừ hội thánh. Ở đâu vô công ty nào cũng phải giải trình hết. Anh làm được đâu, cho tôi biết kết quả anh làm gì. Bên ngoài nếu mà không giải trình là bị đuổi. Còn ở trong hội thánh, cứ rút về không sao đâu. À, phải giải trình. Cho nên muốn giải trình điều này, chúng ta phải biết chắc chắn rằng chúng ta ở trong hội thánh. Thì cái chuyện hội thánh đòi hỏi chúng ta giải trình, trình bày những gì mà nó làm là cái chuyện đương nhiên. Nếu chúng ta là nhân sự trong hội thánh, chuyện này phải đương nhiên. Và nếu chúng ta là người lãnh đạo hội thánh, chuyện giải trình trước hội thánh của Chúa cũng là đương nhiên. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ không có người bị vấp phạm. Chúng ta không giải trình cho lãnh đạo chúng ta thì lãnh đạo chúng ta bị vấp phạm. Mà chúng ta không giải trình cho nhân sự hay hội thánh thì hội thánh cũng vấp phạm. Và đó là cái điều gì? Đó là vũ khí bí mật của ma quỷ, nó lừa dối chúng ta. À, nhân sự mình không đáng tin cậy. Tổ chức vừa xong rồi, giải trình cho tôi biết tiền bạc ở đâu. Một sư không tin tôi hả? À, là có chuyện liền. Quay qua cửa bên, hãy minh bạch. Chúng ta muốn chinh phục. Chúng ta muốn chinh phục. Chúng ta sẽ không cho ma quỷ có cớ để mà nó kiện cáo chúng ta. Chúng ta sẽ không cho nó có cớ để người khác hiểu lầm về chúng ta. Chúng ta không cho nó một cái cổng nào để mà nó nghi ngờ chúng ta. Amen. Nào, kế tiếp. Cẩn thận những người bị vấp phạm. Sự vấp phạm rất là quan trọng. Vấp phạm đóng một vai trò nhiều người trong hội thánh, họ bị vấp phạm, họ tổn thương mà chúng ta không biết. Có người vấp phạm mà vấp phạm gọi là họ vấp phạm trong một cái gọi là họ bị, bởi vì họ là người mà tiếng Anh thì sensitive, tức là người mà họ nhạy cảm đó. Họ buồn, họ giận, họ nhạy cảm. Nhưng mà có người không phải chỉ nhạy cảm không mà thôi, họ là người phản cảm. À, phản cảm là có chuyện gì sao họ quậy lên liền. À, cho nên chúng ta nhìn thấy được cái trong hội thánh của Chúa đó, có những người khi họ bị vấp phạm, họ một là họ bị vấp phạm, họ nhạy cảm về cái chuyện đó và họ không gặp với chúng ta. Khi mà tôi với một sư lực có chuyện gì mà xúc phạm lẫn nhau á, tôi tránh ổng. Tránh ổng là chuyện gì xảy ra? Giữa chúng tôi có một hàng rào rồi, không còn hiệp mộng nữa. Và làm việc chung không được. Và hội thánh cũng vậy, chúng ta một hội thánh là một thân thể của Chúa, nhưng mà khi mà có một người với một người nào đó mà có một cái khoảng cách với nhau, có nghĩa là cái tay không dính liền cái thân. Là cái gì không làm được gì cả. À, cho nên để tránh được cái điều này, hãy để ý những người vấp phạm và đến nói với họ. À, cho họ biết rằng cái chuyện mà hầu vị Chúa, bị người khác nói du không, bị người khác làm chuyện này bình thường. À, tôi hỏi quý vị mà quý vị có ra làm ruộng đó, có mình mày có dơ không? Dơ, chuyện bình thường. Quý vị sơn nhà dính sơn bình thường, đúng không? À, đúng không? Quý vị ra ngoài trận đánh mà bị bắn vài viên đạn trong thẹo cho người là chuyện sao? Bình thường. Quấy qua người cái bên bị giáp phạm là chuyện bình thường, chẳng gì to lớn cả. À, tôi xin thưa quý vị rằng nếu mà người nào mà không bị mà thương đó, sơn nhà đó mà không bị dính sơn đó, làm ruộng đó mà không dính đất đó, à, ra trận mà không bị thương đó, xin thưa rằng hỏi người đó, anh là người làm biến. Có bao giờ ra làm đâu mà dính, đúng không? À, tôi sơn nhà nhưng người khác sơn, tôi đâu có làm, tôi đứng khoanh tay tôi dòm.
Và chống lạnh có vô không? Thấy không? Ra ruộng chẳng làm gì cả, cho nên về nhà sạch. À, cho nên quay qua cái người kế bên, giáp phạm là chuyện thường. Nào. Nào. Đây là điều quan trọng nè. Cái người mà để cho mình bị giáp phạm đó, dẫn đến một cái bước kế tiếp là giận ngầm. Giận ngầm rất là nguy hiểm. Quay qua bên, giận ngầm rất là nguy hiểm. Dồn nghe người đó nghe không? Giận ngầm nguy hiểm. Tại sao giận ngầm nguy hiểm? Bởi vì cái người giận ngầm mà không xử lý sẽ trở nên một tên phản đồ. Ủa gì? Sao Bậc Sư Phong nói vậy? À, tôi cho câu chuyện Absalom. Khi mà Amnon hãm hiếp em gái của Absalom, Absalom giận bởi vì vua David không làm gì cả. Và Absalom bày mưu để giết Amnon. Và sau đó dần dần dẫn đến điều gì? Absalom lật đổ ngai vua của cha mình. Tôi nói xin thưa với chúng ta rằng nếu quý vị ngày hôm nay có thể là người trung thành nhất của một sư hùng, hay là một sư nào trong đây nữa, một sư lực cũng vậy, hay là bất cứ một sư nào ở đây, quý vị có thể là người trung thành nhất, yêu mến nổi nhất, đồng sống đồng chết, nếu quý vị để cho cái sự giận ngầm, sự giáp phạm trong đó, quý vị sớm muộn cũng sẽ trở thành phản đồ. Quý vị nhìn cho hội thánh đúng không? Nếu quý vị là người trang bày, quý vị thấy đúng không? Nhiều đứa con thuộc linh của mình chăm sóc nó đủ thứ, nhưng mà bởi vì giáp phạm, giận ngầm, không biết chuyện gì, một ngày nào đó họ lật đổ chúng ta. Cho nên nhiều người không nhìn thấy là cái giận ngầm là một cái vũ khí rất là nguy hiểm của Satan. À, cho nên khi mà David lên ngai vua, David ý, con trai của mình mà. Con trai của mình và Absalom mà, đứa con mình yêu nhất mà. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra không? Khi Absalom vào trong cung vua, đây để ý nè, để ý cái chuyện này. Khi mà được David cho trở về cung vua, ông ra ngoài cổng thành, ông tiếp đón những người vào trong thành. Và nói với những người đến vào trong thành mà muốn kiện cáo với vua David. Nó vua bận lắm. À, vua rất nhiều việc, và ông cũng già rồi. À, để tôi xử lý giùm cho. Người phản đồ luôn luôn tìm cách nâng cao mình và hạ người lãnh đạo mình xuống. Ngày nay họ chưa nổi dậy được bởi vì chưa có cơ hội. Khi họ có cơ hội rồi thì họ sẵn sàng lật đổ mặc dù người đó là cha ruột của mình. Absalom đã kéo rất là nhiều người phe mình. Trong đó có một người, Ahitophel. Ahitophel là một người mà cố vấn của vua David. Thậm chí Kinh Thánh là cái tiếng nói của ông như tiếng nói của Chúa. Mọi người đều tin cả. Và dẫn đến điều gì? Khi mà Ahitophel gia nhập với Absalom thì cả dân Israel bỏ David. David phải bỏ sách, không có băng dép đi nữa. Ông đi trên không, lên trên núi Olivet. Ông bỏ chạy, không đem theo những người mà cung nữ, những người mà vợ của ông. Chúng ta hãy tưởng tượng là chính Absalom là người hãm hiếp vợ của cha mình trên lầu thượng. Cho nên khi một người bị giáp phạm, người bị nóng giận, nhận ngầm, tất cả điều này sẽ dẫn đến một chuyện sẵn sàng hạ nhục người lãnh đạo mình, cái chỗ hạ nhục nhất mình có thể làm được. À, tôi xin lỗi vì tôi phải đưa những cái chuyện căng thẳng này tôi nói ra. Quay qua ngửa bên, tôi không thể nào bị giáp phạm được. Tôi không thể nào giận ngầm được. Tôi không thể nào thất vọng vì người khác được. À. Cách mà đối phó với những người bị giáp phạm, chúng ta cần cho họ biết chân lý, cho họ biết tình yêu, sự tha thứ, sự chấp nhận nhau. Không có một người nào hoàn toàn trên đất này cả. À, tôi cho chúng ta biết là coi có ai hoàn toàn không.
ngay cả Adam và Eva chưa bao giờ phạm tội, họ cũng phạm tội. Thì xin hỏi vậy chứ quý vị và tôi là ai? Ngay cả David là một người yêu mến Chúa, là một người Chúa rất là yêu, người Chúa hài lòng, ông ta vẫn phạm tội mà cái tội ông ta không nào tưởng tượng. Cái người khôn ngoan như Salomon vẫn sa ngã. Người mạnh sức như Samson cũng thất bại. 12 môn đệ của Chúa Giêsu học từ Chúa Giêsu, không học từ tôi một sư hùng, học từ một sư lực hay là những người nhé, học từ nơi Chúa Giêsu vẫn có phản đồ. Nên không gì ngạc nhiên cả. Cho nên chúng ta cần ý thức được một điều, đó là gì? Chia sẻ cho họ, chúng ta phải là người trung thành. Chúng ta phải là người đáng tin cậy. Chúng ta phải làm sao cho người lãnh đạo mình cảm thấy an toàn khi họ ở với mình. Và họ cảm anh lãnh đạo chúng ta cảm thấy an toàn khi họ giao chúng ta cái việc gì. Hãy cho họ biết. Nhưng mà nếu họ cứ tiếp tục sống trong sự giáp phạm, thì điều gì sẽ ra? Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa Giêsu nói với những người Pharisee là những kẻ hay bị giáp phạm bởi Ngài đó. Chúa Giêsu nói gì? Mặc kệ họ. À, nói người cái bên, nếu anh tiếp tục giáp phạm, mặc kệ anh nha. Tại vì không chịu thay đổi gì sẽ làm sao giờ? Không? Nhưng mà ngược lại, chúng ta là người lãnh đạo, phải cố gắng cậy ơn Chúa, đừng là bị giáp phạm người khác. Chứ nói nếu mà mình gây giáp phạm cho người khác, thì giống như là lấy cối đá cột vào cổ quăng xuống biển. Cho nên tránh làm sao tốt nhất để chúng ta không gây giáp phạm. Chúng ta đi những bước kế tiếp, đó là chú ý những người chỉ trích phê bình trong hội thánh. Bởi sao? Đây là những ung nhọt của hội thánh. Bởi vì nào, để tôi những người mà tiêu cực, những người phê bình, những người chỉ trích, khi mà điều này xảy ra đó, nó sẽ lây lan cả hội thánh, giống một chút men lan cả đống bột. Có một cái linh mà linh này rất là đặc biệt, khi mà chúng ta để cho điều này xảy ra, nó sẽ lan rất nhanh. Hãy nhớ dân Israel khi mà 12 thám tử sai đi và trở về báo cáo, và hai thám tử báo cáo là đây là cái sứ mà Chúa hứa cho mình, Giô-sê và Ca-lép. 10 thám tử khác đó rằng, ồ, dân này to lớn, dành dàng, chúng ta như châu chấu cào cào trước mặt họ. Và họ nói, quý vị biết chuyện xảy ra không? Trong một ngày thôi, 1,000,000+ dân Israel, 600,000 người đàn ông, và chưa kể đàn bà con nít, 1,000,000+ người. Chỉ trong một tích tắc, tin đồn lan ra khắp nơi. Thời đó chưa có TV. Thời đó chưa có Internet. Chưa có YouTube. Tin đồn lan ra. Tại sao? Có một linh giống như là nó truyền thông, nó đưa những tin này đi. Nhanh chóng. Ai phạm tội gì, ông mục sư nào phạm tội gì, ông nào làm điều sai, liền rất là nhanh. Tại sao như vậy? Bởi vì ma quỷ luôn luôn làm cho người khác không tin cậy nơi hội thánh của Chúa, không tin cậy nơi lãnh đạo, và thế giới bên ngoài nhìn thấy hội thánh của Chúa, họ chê cười. Cách đây không lâu tôi đi qua bên Singapore, và có một mục sư ở Singapore và bị vấn đề mà tiền bạc, ông ta vào trong tù. Tôi qua bển, tôi nói chuyện làm chứng cho họ, nói chuyện với ông người lái xe, tôi nói chuyện họ. Nó biết một sư đó không? Biết hội thánh đó không? Và tôi nói là họ giặt tắt đài liền, không cho nói. Bởi sao vậy? Hội thánh làm cho họ giáp phạm. Do đó, chúng ta phải tránh để cho người khác chỉ trích lên án. Hãy nói cho hội thánh, nếu anh chị yêu hội thánh, sẽ nói tốt về hội thánh. Anh chị yêu hội thánh, yêu một sư, hãy nói tốt về một sư. Một người cha, mẹ, một người con thật sự sẽ không bao giờ biêu xấu cha mình trước đám đông. Người cha, mẹ thật sự không bao giờ chửi con mình giữa đám đông. Chúng ta để cái điều đó và cầu nguyện. Amen. Cầu nguyện cho người lãnh đạo mình. Bởi vì nhớ, chúng ta nhớ Kinh Thánh có câu chuyện thế này. Một ngày kia Satan nổi lên chống nghịch dân Israel. Và nó làm gì? Nó cám dỗ David đếm số quân. Nào, nó không tấn công David. Kẻ thù của nó là Israel.
Nhưng David là một cái mục tiêu để nó bắn vào. Khi muốn bắn vào mà hội thánh phúc âm trọn vẹn sẽ bắn vào những người lãnh đạo. Mục sư Hùng không phải là mục tiêu của nó. Hội thánh giáo hội là mục tiêu. Và nó dùng cái những người lãnh đạo nó bắn vào. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ cầu nguyện cho lãnh đạo mình nhiều hơn. Chúng ta sẽ đứng về phía lãnh đạo mình nhiều hơn. Cầu nguyện với họ và nói chuyện với họ. Hơn là chúng ta đi ra và nói này nói kia nói nọ. Quay qua cái bên, bụt ngược lại. Rồi bắt đầu mở miệng ra, cầu nguyện. Amen. Hallelujah. Vỗ tay cái bên. Nói người cái bên, tôi biết lúc nào tôi bịt miệng và lúc nào tôi mở miệng. Để tránh là cái người mà chỉ trích, phê bình, lên án người khác. Hãy nhớ một điều. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 36 như thế này. Và ta bảo các ngươi đến ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời nói hư không mà mình đã nói. Quý vị tưởng mình muốn nói gì nói à? Tưởng mình là con của Chúa rồi muốn nói ai nói à? Muốn phê bình ai phê bình à? Không được đâu, quay qua bên kênh không được đâu. Phải khai trình với Chúa nha. Chúng ta để ý cái câu chuyện của Noe với ông xài rượu không? Cha Amrida chỉ nói với mấy người anh em thôi. Mà khi Noe thức dậy, khi mà hai người anh kia thấy xem một nhà phết đó đến và dây lưng lại phủ lấy cái trần truồng của cha mình. Noe thức dậy, Noe rủa xả dòng dõi của cha. Dòng dõi của cha là ai biết không? Là dân Canaan và cái tiếp là dân Phi Châu. Tới sau này họ dân còn nghèo. Còn Sam và Gia Phết là dòng dõi da trắng. Anh nhớ, không thể nào mà đụng đến thẩm quyền trên mình được. Cầu nguyện cho họ. Họ trần truồng, đậy lại. Không có nghĩa là chúng ta binh vực họ. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta trong sáng láng. Hãy đến nói với họ. Giải bài với họ. Nhưng đừng làm cho thế giới bên ngoài nhìn vào hội thánh của Chúa và họ cười hội thánh. Đừng đem hội thánh của Chúa ra ngoài tòa để mà xử. Bởi chúng ta là người công chính, chúng ta không xử nhau được sao? Nếu những người này mà họ như vậy, lánh xa họ. Và nếu họ trong hội thánh chúng ta, nếu ông không đồng ý với hội thánh của chúng tôi, không đồng ý ý kiến của mục sư, khải tượng mục sư, thì anh chị đi bất cứ nơi nào đi. Nhưng nếu ở đây, thì đừng nói chuyện này. Chúng ta muốn xây dựng cái gì lâu dài, hãy bứng đi tất cả những ung nhọt ở trong hội thánh. Tôi xin thưa với chúng ta là ngày hôm nay, hy vọng là quý vị nhà không nhậu hết. Cho họ cơ hội ăn năn, cho họ cơ hội cảm hóa. Mà nếu không được thì thôi. Kế tiếp nữa là chúng ta tuyệt đối không cho tinh thần chính trị trong hội thánh. Không cho bè phái trong hội thánh. Tại sao vậy? Hội thánh của Chúa là được gọi là ở bên nước ngoài nó có những cái chế độ cộng hòa, chế độ dân chủ, rồi đảng độc lập, đảng gì đó, đủ thứ đảng hết. Nhưng mà thể chế của thiên đàng là Thiên Chủ. Chúa mới là chủ. Những người ở dưới chúng ta, mục sư Hùng, tất cả chúng ta là lãnh đạo. Chúng ta chỉ ở dưới quyền của Chúa chúng ta. Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Và chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Và cho nên cái người lãnh đạo chúng ta cần nghe tiếng của Chúa và làm theo ý Chúa. Và những người khác biết là lấy ý của Chúa và đồng đi. Nào nếu chúng ta coi trong công vụ đoạn 6 đó là một cái khuôn mẫu và phát triển hội thánh một cách rất là vượt bậc. Và Kinh Thánh cho chúng ta trong công vụ đoạn 6 là càng ngày Chúa ban thêm nhiều môn đồ trong hội thánh. Môn đồ nghe hội tín đồ nha.
Và xảy ra cái sự lộn xộn là những người mà Hellenic, tức là người người Hy Lạp đó, những người phụ nữ Hy Lạp họ than phiền là bởi vì họ không có phương pháp thức ăn đúng. Họ than phiền. Và các sứ đồ đã làm gì? Họ đã chọn cho chúng tôi những người, những người gì? Có tiếng tốt và khôn ngoan, đầy dẫy thánh linh. Còn chúng tôi làm gì? Chuyên tâm phục vụ lời Chúa và cầu nguyện. Khi chúng ta trở thành những người đáng tin cậy, chúng ta là những người mà trung thành, khi chúng ta là những người yêu mến người lãnh đạo, chúng ta sẽ gánh vác công việc của người lãnh đạo chúng ta để họ chuyên tâm cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và ban phát lời Chúa chúng ta. Còn nếu quý vị không làm chuyện này đó, ông một sư hùng sẽ cho quý vị ăn cỏ khô đó. À, thật sự gì? Nếu chúng ta cho ông áp lực nhiều quá, ông đưa giờ cầu nguyện tìm kiếm lời Chúa. Đúng không ạ? À? Không thể nào quý vị có cỏ xanh tươi được đó. À, cho nên đây cho chúng ta thấy, nhìn thấy một điều rất là quan trọng là điều gì? Gánh bớt đi những công việc của lãnh đạo của mình. Và làm sao gánh vác đi những công việc của lãnh đạo mình? Chúng ta phải là những người có tiếng tốt như tôi nói đầu tiên. Chúng ta là người đầy dẫy thánh linh. Và chúng ta đầy dẫy sự khôn ngoan. Và khi hội thánh Chúa có những người lãnh đạo, nhưng lúc đó thời đó chưa phải là mình dùng và chưa chấp sự, chứ thật sự ra những người chỉ dọn bàn cho người ta ăn thôi, những người phục vụ thôi. Nhưng mà khi những người này là làm điều này, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa bắt đầu càng ngày càng gia tăng. Và gia tăng thì có thêm những gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết Ê Tiên là người ngoài việc đầy dẫy thánh linh, đầy dẫy sự khôn ngoan và quyền năng, nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra. Ân điển của Chúa giáng trên hội thánh của Chúa. Có nghĩa là hội thánh của Chúa là một cơ chế, tôi biết dùng chữ nào tiếng Việt, nhưng mà nó là một cơ chế tự nhiên, hay là ví dụ cái cây đó là dùng cái chữ gì, cái cây tự động nó lớn lên là dùng gì? Thiên nhiên phát triển, cái thiên nhiên tự nhiên. Có nghĩa là khi hội thánh Chúa làm đúng cái chỗ của mình rồi, thì tự động nó sẽ lớn lên. Cái cây của nó mà chúng ta chăm sóc đúng mức thì nó tự động nó lớn lên. Phải không ạ? Thì hội thánh của Chúa khi chúng ta ở đúng vị trí, chúng ta làm đúng điều, thì tự động hội thánh sẽ phát triển một cách tự nhiên. Cho nên để có điều này, bắt đầu hôm nay xử lý phản đồ, xử lý nổi loạn, xử lý những cái làm bầm phàn nàn tiêu cực. Tôi đã xử lý đây, tôi không kêu cái gì đuổi họ về nghe, rồi đó thừa tôi. Nó một siêu ông lên giảng rồi, tôi đã cho xử lý là chúng ta làm cho những điều này không còn tồn tại nữa trong hội thánh này. Kế tiếp, cẩn thận những người lừa dối. Những người lừa dối là những người như thế nào? Trong hội thánh có những người mà không phải nói dối hoàn toàn, nhưng nói dối một phần thôi. Nói dối một phần là như thế nào? Tôi nói mục sư ơi, em hứa mục sư em làm cái chuyện này. Nhưng mà lúc đó không có mặt. Em hứa xem bữa đó cái tổ chức chương trình đó em sẽ có mặt, nhưng mà tới đó kiếm hoài không thấy, là nói dối. Nói dối nửa chừng, cẩn thận trở thành Anania và Sapphira. Cẩn thận sự nói dối. Tôi hứa với điều gì? Khi mà tôi hứa với ai điều gì, và nếu người đó đặt câu hỏi về tôi và họ hiểu lầm câu hỏi về tôi. Ví dụ tôi hứa cho một người đó là tôi sẽ giúp đỡ cho người đó đi qua Indonesia. Và người kia hiểu lầm tôi rằng một sư hứa không có chỉ đi Indonesia mà cho vé máy bay. Quý vị biết tôi làm gì không? Tôi trả tiền mua vé máy bay. Để tôi không muốn danh dự của mình bị khác hiểu lầm. Và tôi cũng không muốn nói là lúc trước tôi chỉ nói là cho đi qua Indo thôi, chứ tôi đâu có hứa cho vé máy bay đâu. Cho nên chúng ta phải bảo vệ danh dự của mình. Mà càng chức cao dự nào thì danh dự của chúng ta càng quan trọng gì đó. Amen. Tại sao vậy? Kinh Thánh đó là một con ruồi thôi, làm hư lộ rồi thôi. Một mai đó người ta sẽ đồn ra một sư phong hứa mà không làm, chuyện gì xảy ra? Còn ai tin tôi nữa? Phải không? Cho nên quý vị phải tránh cái sự lừa dối. Kinh Thánh đó là tránh sự lừa dối, tránh xa những người kiêu ngạo. Đừng giao công việc nào cho cái người kiêu ngạo. Bởi Kinh Thánh là Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo
nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Cho nên mình giao cho một người nào đó kiêu ngạo để lo công việc đó, thế nào Chúa cũng đánh họ, Chúa đánh mình luôn. Cho nên giữ, đừng có để sự kiêu ngạo cho đời sống của chúng ta. Những người coi thường cái người dạy dỗ mình hay coi thường thầy của mình rất là quan trọng. Là bởi sao vậy? Tại vì họ là cái người mà dốc đổ đời sống của họ, chia sẻ chúng ta, họ cầu nguyện chúng ta, họ đầu tư vào chúng ta, mà chúng ta không tôn trọng họ. Ngay cả ví dụ như gì, một sự lực giúp đỡ tôi, nâng đỡ tôi một thời gian. Bây giờ tôi bắt đầu, tôi được ra nước ngoài, tôi học lên, tôi có bằng tiến sĩ. Nhưng đối với tôi, một sự lực vẫn là thầy tôi. Vì hiểu không ạ? Đây là cái điều mà chúng ta phải nắm chắc đời sống của chúng ta. Chúa luôn luôn dùng từng con người một, dùng con người một. Tôi được ngày hôm nay là bởi có những người dạy thiếu nhi cho tôi. Tôi được ngày hôm nay có những người cầu nguyện cho tôi. Tôi được ngày hôm nay bởi có những ai đó khích lệ tôi, những ai nhắc nhở tôi. Cho nên biết ơn họ. Kỳ rồi tôi đi Cà Mau, có một người nói với tôi rằng họ cầu nguyện cho tôi từ lúc họ gặp tôi tới bây giờ. Wow. Tôi nói thật vì quý vị lẫn cho đi ăn, tôi không mừng bằng cái này. Trên hãy để ý này. Những người mà coi thường thầy của mình, những người mà hay nói xấu lãnh đạo của mình và chê người lãnh đạo mình, và rủ rê những người khác ngồi lại chỉ nói xấu người lãnh đạo, tránh xa họ. Ok. Rồi kế tiếp, cuộc nổi dậy. Bây giờ làm sao xử lý cuộc nổi dậy đây? Việt Nam chúng ta thường thường có nổi dậy không ạ? Hình như không, Việt Nam không có hả? Nổi dậy là một cái điều rất là bình thường. Nếu chúng ta không ngăn chặn trước khi nổi dậy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp tai họa. Kinh Thánh cho chúng ta biết là ngay cả thiên đàng cũng có cuộc nổi dậy nữa. Satan đã nổi dậy, muốn bằng Đức Chúa Trời. Cho nên muốn chấm dứt cuộc nổi dậy, ông nào mà nói rằng tôi là cái người đủ tiêu chuẩn hơn mục sư này, mục sư kia nọ, coi chừng người đó là người nổi dậy đó nha. Tôi được sức giàu hơn ông, tôi có quyền năng hơn, tôi cầu nguyện, có nhiều người được chữa lành hơn ông đó. Tôi đi giảng, đám có đám đông nhiều người hơn ông đó. Coi chừng, nếu chúng ta so sánh mình với người khác, sớm muộn gì chúng ta trở thành người nổi dậy. Nói vậy chúng ta không phải nói là tôi hơn ông đó, nhưng mà tôi bằng người đó là đủ như đó đủ rồi. Satan chỉ muốn bằng Đức Chúa Trời thôi. Absalom chỉ muốn nói mình như cha của mình sẽ xử lý chuyện của cha mình được. Và nói vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nổi dậy thì làm sao? Trước khi cái chuyện nổi dậy xảy ra, điều quan trọng là chúng ta thấy dấu hiệu của sự nổi dậy. Đó là gì? So sánh. Thấy dấu hiệu của nổi dậy đó là phê bình, chỉ trích, xử lý liền. Xử lý liền. Lửa mà nó hơi cháy chút xíu là dập tắt. Đừng nó bắt đầu cháy lên mái nhà rồi tôi tạt nước. Thì đúng là muộn rồi. Xử lý liền. Kêu những người đó đến nói. Và nếu như mà họ không muốn, chúng ta nói là kể từ hôm nay, nơi này không còn quan nghênh anh nữa. Tại sao chúng ta cần phải làm điều này mà chúng ta không giữ họ lại? Tại vì nếu họ vẫn còn ngồi đó, họ sẽ nói với sao người này người kia, và cái cuộc nổi dậy sẽ nhanh chóng bùng nổ. Cho nên chúng ta cần phải xử lý. Chúng ta đã cộng tác bao nhiêu, cảm ơn Chúa chúng ta cộng tác bao nhiêu năm qua rồi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng ta trong thời gian qua. Nhưng mà tới lúc này chúng ta không còn đồng ý kiến với nhau nữa. Hai người mà không đồng ý nhau thì đừng đi chung với nhau, đúng không? Kinh Thánh nói vậy, đúng không? Nếu anh có một khải tượng khác thì anh có thể rời khỏi tôi. Nhưng mà chúng ta không thể nào ở đây mà chúng ta gây những cái sự bất hòa nhau. Anh cũng mệt, tôi cũng mệt, và con cái Chúa cũng bị giáp phạm. Thôi mình thả hết, chia tay sớm. Amen. Cho nên khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ đi đến một cái kết luận là bất cứ một cuộc nổi dậy nào đều có một kết thúc thê thảm.
Absalom là một kết thúc thê thảm. Satan là một kết thúc thê thảm. Hồ lửa đời đời. Giuđa kết thúc thê thảm. À, rồi Simei là anh chàng mà khi mà David mà đi ngang qua chửi David á, cũng kết thúc thê thảm. À, rồi chúng ta thấy Ahitophen là con người mà cố vấn nổi tiếng của David. Tiếng nói của ông giống như tiếng Đức Chúa Trời. Treo cổ chết. Thông báo cho chúng ta một tin. Để ý cái tin này. Đức Chúa Trời luôn luôn xử lý đẹp những người nổi loạn. Nhớ. À. Cho nên tóm tắt lại. Đức Chúa Trời đang tìm một hội thánh không tì, không vít, không chê chê đã trách được trước khi Chúa Jesus trở lại. Một hội thánh không tì, không vít, không chê chê trách được. Thứ nhất, chúng ta phải biết mình là ai trong Chúa Jesus. Chúng ta phải biết Chúa có cái gì cho chúng ta. Những thẩm quyền, những quyền năng, tất cả gì ta có đều ở trong Chúa Jesus cả. Cho nên trong Ngài chúng ta hoạt động, trong Ngài chúng ta sống động, trong Ngài chúng ta có thể làm được mọi sự. Trong Chúa Giê-xu. Và Ngài là mục tiêu duy nhất cuộc đời chúng ta. Bởi vì chúng ta là nàng dâu, chúng ta chờ một ngày nào đó chàng rể đón mình, đúng không ạ? À, và chúng ta trông đợi ngày này. Ngài Chúa Giê-xu trở lại và tiếp đón chúng ta. Và chúng ta muốn chàng rể đón chúng ta mà chúng ta bê bối thì không được rồi. Hãy trang bị cho mình một nàng dâu không tì, không vít, không chi chê trách được. Hãy trang bị hội thánh của mình, trang bị những gì chung quanh của mình để có những con người mà đồng với mình để chúng ta làm thành sự kêu gọi Chúa cho chúng ta. Đừng để cho hội thánh của Chúa làm một cái chỗ mà thế gian chê cười. Bấy lâu nay người ta sẽ chê hội thánh như thế này, thế kia, thế nọ, nhưng bắt đầu hôm nay hãy làm nên sự khác biệt. Tại sao? Chúng ta được sinh ra, Chúa sinh ra chúng ta, Chúa khiến chúng ta trở nên một con người mới. Chúng ta được Chúa sinh ra chúng ta, Chúa sức giàu chúng ta để chúng ta khác. Chúng ta nhớ câu chuyện của Saul-lơ. Khi mà Saul-lơ đến gặp tiên tri Samuel, ông được sức giàu và ông đi đến cái chỗ mà các tiên tri thờ phượng. Thì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng tiên tri Saul-lơ trở nên một con người khác. Vào trong sự thờ phượng Chúa. Vào trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta trở nên con người khác. Và muốn chiến thắng kẻ thù, để kết thúc cái điều này, muốn chiến thắng kẻ thù, chúng ta cần có một tháp canh. Hội thánh chúng ta, giáo hội chúng ta phải có một cái tháp canh. Tại sao cái tháp canh nó quan trọng, hay là cái tháp canh nó quan trọng, hay là cái sự phục hồi liều tạm của David quan trọng? Ví dụ như tôi với một sư lực, hai bên có hai quốc gia xung đột với nhau, giống như Israel, Hamas gì đó. Tôi không nói tôi Israel, không Hamas nha. Israel có một cái gọi là cái Iron Dome, tất nhiên là một cái vòm sắt. Cho nên bao nhiêu vũ khí của Hamas bắn qua, bao nhiêu tên lửa qua được che chở. Hội thánh của Chúa cần có một cái tháp canh để mà cai trị cái bầu không khí thuộc linh này, để những mũi tên của Satan, những tên lửa Satan sẽ không đụng đến hội thánh và con dân Chúa được. Cái tháp canh đó là nhiệm vụ như vậy. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà như thế này nữa, họ có còn một cái vệ tinh để nhìn biết kẻ thù đó nằm ở đâu. Cho nên khi tôi và một sức lực mà có hai bên đấu nhau đó, nếu mà tôi đưa quân qua bao nhiêu, qua bên Zara bao nhiêu mà không biết là ổng núp chỗ nào, thì tôi đưa bao nhiêu ổng làm thịt tôi hết. Đúng không ạ? À, nhưng mà khi mà tôi có một cái sự bảo vệ của tôi trên này, tôi có vệ tinh tôi trên này, tôi chỉ cần bắn tên lửa vào bùm 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 bùm, là bao nhiêu vũ khí, tất cả đều gì, tôi thu hoạch là chiến lợi phẩm của tôi. Cho nên chúng ta cần có cái tháp canh, cần xây dựng cái tháp canh trong hội thánh của mình. Amen. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện. Shalabaku labashi shalabakalati hi kisilibi kolabashala batalati hi kolabashala telehi kolabashala bababa kolabakali hi kolabababababa lại Chúa, con cảm tạ Ngài, con đã nói những điều gì mà con tin rằng Ngài đặt trong lòng con cho tôi tớ của Chúa và con dân Chúa tại đây. Lại Chúa, xin Chúa hãy
làm việc trong lòng của mọi người chúng con như này. Hallelujah. Chúa con muốn có hội thánh đắc thắng trong thời kỳ cuối cùng này. Chúa con muốn nhìn thấy hội thánh vinh hiển trong thời kỳ cuối cùng này. Chúa muốn thấy dân sự Chúa được trỗi dậy, họ trở nên những con người mà của Đức Trời muốn họ trở nên. Chúa con muốn trong thời kỳ chúng con nhận biết được chúng con là ai trong Đấng Christ. Chúng con nhận biết những điều gì Ngài dành sẵn cho hội thánh của Chúa. Chúng con nhận biết rằng Đức Chúa đã dành sẵn cho chúng con những cái thẩm quyền. Hallelujah. Những cái thẩm quyền mà Ngài giao cho chúng ta. Và đây là cái thẩm quyền mà đã khiến thẩm quyền và quyền năng đã khiến Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, và thẩm quyền này được dành sẵn cho hội thánh của Ngài. Hallelujah. Kula bashi ba 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 ba. Oh la sha da ba 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 ba. Hallelujah. Hallelujah. Oh lạy Chúa, con cầu nguyện như này trong danh của Giêsu. Hallelujah. Ai chúng ta ngày hôm nay và cảm thấy rằng bấy lâu nay mình đã có làm những con điều mà giống như là không có đẹp lòng Chúa trong hội thánh, mình có những lời tiêu cực, những lời phê bình lãnh đạo của mình, hãy nói Chúa xin tha thứ cho con. Chúa tha thứ cho con. Nếu ta những người chỉ trích hội thánh của mình, chỉ trích người lãnh đạo của mình, hãy nói Chúa tha thứ cho con. Chúa con tình yêu để con yêu họ, cho con cái lòng thương xót để con cầu nguyện cho họ. Hallelujah. Ô la ba ba ba, ô la shi li ba 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 ba, ô la shi li 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 li, ô la sha da 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 da. Ô ai chúng ta mấy lâu nay cảm thấy mình tự ti mặc cảm, thấy mình không làm được gì cả. Ô nhưng mà ngày hôm nay biết được rằng Chúa có những cái điều tuyệt vời, những cơ nghiệp giàu có dành cho mình. Và hôm nay chúng ta nói Chúa ơi, tôi muốn bước vào chỗ này. Hallelujah. Chúa đúng như thế mà Ngài dành cho con. Hallelujah. Chúa là Si Lê Bi Ba 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 Ba. Hallelujah. Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ cho con. Hãy sẵn chúng con tôi biết của Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô hỡi mắt hỡi lòng chúng con, thấy được sự giàu có trong nơi vinh hiển mà Đức Chúa dành sẵn cho mình cả một ngày. Hallelujah. Chúa là Si Lê Ba 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 Ba. Hallelujah. Chúa giúp chúng con làm sao? Ô để những con người thánh của Chúa và cái từ không có, không có những kẻ năm dùng trong cuộc thánh của con. Hallelujah. Giúp chúng con để sao những người thánh của con luôn luôn có sự lành mạnh, lớn mạnh, phát triển cách lâu dài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.